Mỗi cây ổi này một năm cho thu tới 170 kg quả ổi. So với những cây ổi tại khu vườn khác thì sản lượng tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên điều đặc biệt là nó ra quả quanh năm theo đúng ý muốn của người trồng. Theo ông Nguyễn Đăng Hiền, chủ của vườn ổi này, thì cắt tỉa cành chính là phương pháp hữu hiệu nhất để can thiệp tới thời vụ của cây ổi. Để ép cho nó tức, nó ra được ấy, thì phải cắt lùi vào sâu này. Chứ ta không được cắt dài thì là nó lại không được ra được theo ý muốn của mình. Đấy, đấy nó ra lụ đây. Cứ như cái lách lá này nó sẽ ra mầm. Ra mầm nó sẽ có lụ và có hoa, có quả. Bà con quan tâm tới kinh nghiệm cắt tỉa cây ổi cho ra quả theo ý muốn, có thể liên hệ tới ông Nguyễn Đăng Hiền ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại 0972 881 187. Câu hỏi của khán giả có tên là Đình Tuấn Châu, số điện thoại là 0397, 3 số cuối là 703, có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Vườn thanh long nhà tôi có hiện tượng một số cành có lốm đốm màu trắng, một số cành thì chuyển sang màu nâu nhạt như bị nước sôi dội vào. Khi sờ vào thì thấy thân mềm, ra hiệu thuốc thì họ nói là vườn thanh long bị bệnh bọ trĩ. Tôi có dùng thuốc để điều trị nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, thưa khán giả, qua cái mô tả của khán giả và cái hình ảnh gửi về, nhưng mà rất tiếc một điều, tức là khán giả lại không cho tôi biết, tức là khán giả đang ở địa phương nào, Bởi vì cái này nó có gắn liền với vấn đề của thời tiết nữa, vì thế cho nên chúng tôi phải nắm chắc được là cái nơi mà khán giả đang cư trú, tức là cái nơi mà chúng ta trồng cái thanh long này, nó biểu hiện như thế thì chúng tôi sẽ xác định một cách nó chuẩn xác hơn. Tuy nhiên rằng là qua cái mô tả và qua cái hình ảnh gửi về thì tôi cho tức là cái vườn thanh long là khán giả là bị cái bệnh người ta gọi là bệnh, nếu mà trong cái điều kiện các tỉnh miền Bắc hiện tại nữa, người ta gọi là bệnh bị cháy lá do thiếu nguyên tố magie, hay là người ta gọi là hiện tượng luộc lá, luộc ở trên này. Cho nên là lúc này trong cái điều kiện khi nhiệt độ xuống thấp, rất là thấp, và cây lại bị thiếu magie nữa thì dẫn đến hiện tượng, tức là nó có cái hiện tượng là nó bị phồng lên, nó bắt đầu tiên một cái đốm màu trắng trong và bắt đầu lan rộng ra toàn bộ trên cành thanh long. Xong đó bắt đầu chúng ta sờ vào đấy thì nó rất là mềm, ở trong như là nó chứa đầy nước ở bên trong. Nhưng mà đến khi mà một thời gian sau, đến khi mà bật nắng lên, có nắng lên, nắng to lên thì bắt đầu cái chỗ nó khô đét lại và nó chuyển thành răng cái màu nâu, chuyển sang màu nâu. Và cuối cùng thì và khi mà nó bị như thế này thì đây cũng là tạo ra, nó gây ra những cái vết thương ở trên tế bào của cây, cho nên cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật gây hại khác có thể xâm nhiễm qua những cái vết thương này để tiếp tục gây hại cho cây thanh long. Bởi vì thế cho nên là để giải quyết vấn đề này thì đầu tiên là khán giả là cần phải chú ý như thế này. Vì chúng ta có để lại thì cái cành đó nó cũng đã bị hỏng rồi. Vì thế cho nên đầu tiên là chúng ta phải chú ý thế này. Trong quá trình trồng và chăm sóc thanh long thì chúng ta phải luôn luôn chú ý, tức là phải bón các loại phân có đầy đủ magie cho cây. Chọn các loại phân có chứa nhiều magie để chúng ta bón. Và trong quá trình bón như vậy thì chúng ta phải chú ý thế này, magie là nó đối kháng với lại kali. Vì thế cho nên chỉ bón kali với mức vừa phải thôi. Nếu mà chúng ta bón kali với lượng cao thì nó sẽ ức chế, thậm chí trong đất của chúng ta, trong môi trường của chúng ta trồng thanh long là có đủ magie. Nhưng mà vì cho chúng ta bón ma kali quá cao cho nên dẫn đến cái hiện tượng, tức là nó đối kháng nhưng lại như thế thì nó làm cho cây cũng không hấp thụ được magie, cho nên dẫn đến bị thiếu magie. Vì thế cho nên là khi bón là chúng ta được bón kali với lượng vừa phải thôi, đừng có bón lượng quá cao. Nhưng thứ hai nữa là chúng ta nên chọn các loại phân mà có chứa nhiều magie thì chúng ta bón. Chẳng hạn như phân lân thì trước đây thì chúng ta hay bón lân super, thì bây giờ chúng ta ngừng bón phân super đi, lân super đi, và chúng ta chọn sang là chuyển sang là bón lân nung chảy, tetmo phosphate. Thì trong cái lân nung chảy này nó có chứa cái hàm lượng magie tương đối tốt, vì thế cho nên để cung cấp cho cây. Còn không thì chúng ta phải dùng thêm cái là magie sunfat để chúng ta ngậm 7 phân từ nước ấy, chúng ta pha ra để với nồng độ khoảng là 0,5% để chúng ta phun bổ sung cho vườn thanh long. Đây là việc để trong quá trình chăm sóc là như vậy để chúng ta phòng cái bệnh này nó xuất hiện.
Còn khi thấy nó đã xuất hiện rồi, mà đặc biệt trên những cái cành nó đã, cái vết nó đã loang ra, gần các cành như là cái hình ảnh gửi về cho tôi đây. Thế thì chúng ta phải chọn những cái ngày trời tạnh nắng, nó ráo, hoặc là không nắng nhưng mà nó cũng tạnh, nó không mưa. Chúng ta cắt bỏ tất cả những cái cành bị bệnh đó, chúng ta tập trung lại, chúng ta đưa ra bên ngoài để chúng ta tiêu hủy. Nghe tiêu hủy xong đó rồi thì chúng ta cần phải chú ý, tức là sử dụng một trong các thuốc gốc độc, một trong các thuốc gốc độc để chúng ta phun để làm gì cho nó, tức là khi ta cắt như thế thì nó tạo thành cái vết thương ở trên vết cắt ấy, cho nên chúng ta dùng gốc độc chúng ta phun để tránh nấm nó xâm nhiễm vào qua những cái vết thương đấy để nó gây hại cho cây thanh long. Xong đó rồi chúng ta phải chú ý, tức là phải nếu có điều kiện thì phun bổ sung thêm magie, mà không thì chúng ta phải bón các loại phân có chứa magie vào. Nếu mà chúng ta thực hiện như vậy thì trong cái điều kiện mùa lạnh này thì nó sẽ chống chịu được và nó sẽ vượt qua được, nó không bị nhiễm cái bệnh như trên. Khán giả Lê Văn Toàn có số điện thoại là 0382, 3 số cuối là 852, từ Quảng Xương của Thanh Hóa đã gọi về chương trình ạ. Có hỏi về 30 đôi chim bồ câu, và mỗi lần cho chim ấp 2 quả trứng nhưng mà thường chỉ có một quả nở, còn lại một quả sẽ bị hỏng. Vậy xin hỏi chuyên gia là nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng này và cần xử lý như thế nào ạ? Vâng, xin chào anh Toàn. Thì đối với trường hợp mà ấp trứng không nở, mà là tỷ lệ rất thấp, tức là khoảng 50%, mà thậm chí có khi không được 50%, thì có hai cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất là hiện nay là cái thời kỳ mùa là mùa lạnh. Đấy, cho nên là khi mình cho ấp ấy, thì mình cố gắng là phải cho con mẹ nó ăn đầy đủ và thức ăn. Đấy, cũng như việc cái khoáng chất vitamin nó đủ thì nó có dành cái thời gian để ấp trứng tốt hơn. Và khi nó ấp trứng tốt như vậy thì nó mới đảm bảo được nhiệt độ để cho trứng có thể nở được. Một nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến hiện tượng bị thối trứng ấy, cũng có thể là do vấn đề là nó bị nhiễm cái vi khuẩn E. coli hoặc là vi khuẩn Salmonella. Đấy, cho nên khi mà trứng đẻ ra thì bản thân quả trứng nó cũng đã bị nhiễm rồi. Bị nhiễm thì trong quá trình ấp như thế thì như vậy cái vi khuẩn nó phát triển nó gây hiện tượng thối trứng. Thế thì để mà khắc phục hiện tượng này ấy, thì theo tôi trước hết là phải, như tôi đã nói, là đối với con chim mẹ trong thời gian ấp trứng phải cho nó ăn uống đầy đủ, nước uống đầy đủ, thì như vậy nó sẽ yên tâm trong quá trình ấp trứng, đảm bảo nhiệt độ đủ thì như vậy là trứng sẽ nở được. Thế còn vấn đề thứ hai là chúng ta nên dùng cái thuốc Propylicol hoặc là Norfloxacin, hoặc có thể dùng thuốc Flumiquin, cho nó uống một lần trên ngày và cho uống 5-7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và song song với quá trình điều trị cái nguyên nhân gây bệnh, tức là như tôi đã nói là cái Salmonella hoặc là cái E. coli ở trong đường tiêu hóa, thì chúng ta sẽ phải nâng cao sức đề kháng của nó bằng cách là cho uống chất điện giải glucose, thế rồi vitamin tổng hợp và men tiêu hóa, cho uống thay nước trong vòng 3-5 ngày. Thì như vậy nó ổn định, hoặc rồi sau đó thì có thể bổ sung thêm men tiêu hóa rồi vitamin A, D, E, vitamin B complex và khoáng chất BMX vào trong thức ăn, cho nó ăn khoảng 1 tháng liền thì nó ổn định và tiêu diệt được cái mầm bệnh để gây dẫn hiện tượng thối trứng. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề.